Tiểu thư Quạ Đen và Thằn Nàn Tiên Sinh là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên chính Nhậm Gia Luân và Hình Phi. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật Cố Xuyên do Nhậm Gia Luân thủ vai bị tai nạn xe trong khi đang tốt nghiệp đại học. Chấn thương do vụ tai nạn khiến anh không thể vận động mạnh hay chịu đả kích quá lớn. Sau 10 năm, anh thành lập công ty thiết kế cùng với anh bạn thân, vô tình gặp gỡ người con gái xinh đẹp Khương Tiểu Ninh do Hình Phi thủ vai, anh như tìm lại được chính bản thân mình. Khương Tiểu Ninh được mọi người gọi với cái tên là cô gái Ken Ken. Cuộc đời cô là đầy rẫy những bi kịch và tổn thương, thế nhưng bản thân cô gái nhỏ bé luôn luôn trân trọng những người xung quanh mình. Đây là một cô gái hoạt bát, đáng yêu, lúc nào cũng lạc quan yêu đời và tích cực hướng về phía trước. Chính vì nguồn năng lượng bất tận tỏa ra từ cô gái này đã giúp cho Cố Xuyên dần dần vui vẻ trở lại, có niềm tin vào cuộc sống hơn và cũng từ đó mà tìm được hạnh phúc cho chính mình. Ngay sau khi có những thông tin chính thức về bộ phim, cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng thích thú và chờ đợi. Đặc biệt là các fan hâm mộ đang rất mong ngóng được nhìn thấy Nhậm Gia Luân trong phong cách tổng tài cực soái. Bên cạnh đó, sự trở lại của nữ diễn viên Hình Phi cũng được khán giả cực kỳ yêu thích. Thời gian Lương Thần Mỹ Cảnh là bộ phim ngôn tình hiện đại với sự tham gia diễn xuất của Lâm Nhất và Từ Lộ. Bộ phim thuộc đề tài thể thao điện tử, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Mình Thường Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lương Thần và Lục Cảnh. Lương Thần là một nữ ca sĩ mạng nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Trong khi đó, nam chính Lục Cảnh là cậu sinh viên năm 4, chuyên ngành nghiên cứu khoa học máy tính. Hai người cách nhau 5 tuổi vì kết duyên trong game mà đem lòng yêu mến nhau, viết lên một câu chuyện tình chị em ngọt ngào và vô cùng đáng yêu. Đến Vạn Gia là bộ phim được cải biên từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Thu Cúc Đi Kiện của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Dự án phim từng tạo được tiếng vang rất lớn trong làng điện ảnh xứ Trung với nội dung hấp dẫn và thú vị. Với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lần này sẽ do đạo diễn Trịnh Hiểu Đông phụ trách. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời cô gái thôn quê tên là Hạnh Phúc do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Cô là vợ của con trai cả nhà họ Vương ở thôn Vạn Gia. Đây là một cô gái thông minh, xinh đẹp, lại dịu dàng nết na, là chuẩn mực cho nét đẹp của người phụ nữ phương Đông thời xưa. Không chỉ vậy, cô còn là một người phụ nữ độc lập và rất kiên cường. Cô có niềm tin rất lớn vào công lý và lẽ phải, luôn luôn một mực bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân và gia đình. Chính vì vậy, sau khi kết hôn, bị gia đình nhà chồng đánh đập hành hạ, Hạnh Phúc đã kiên cường chống lại để bảo vệ mình. Cuối cùng, khi những mâu thuẫn với mẹ chồng được đẩy lên đỉnh điểm, cô buộc phải ly hôn với chồng. Điều này đã gây xôn xao cả một vùng quê nhỏ nơi cô sinh sống. Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Bách Lâm Thạch Thượng. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của bác sĩ Cố Ngụy do Tiêu Chiến thủ vai và cô sinh viên năm 3 Lâm Chi Hiệu do Dương Tử thủ vai. Cố Ngụy là một chàng bác sĩ tài giỏi, tuy bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc, nại cuồng công việc, thế nhưng nội tâm bên trong lại là một người có trái tim ấm áp và chân thành. Trong khi đó, Lâm Chi Hiệu là một cô sinh viên năm 3 Đại học Âm nhạc, chuyên ngành violon. Đây là một cô gái lương thiện, đáng yêu nhưng tính tình lại rất cố chấp, không bao giờ chịu từ bỏ mục tiêu của chính mình. Cả hai vô tình gặp gỡ khi cha của Lâm Chí Hiệu bị bệnh nặng và Cố Ngụy là bác sĩ điều trị cho bố của cô. Trải qua nhiều sóng gió và vui buồn hợp tan, cả hai người dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và say đắm lòng người. Khúc Biến Tấu Ánh Trăng là bộ phim ngôn tình ngọt sủng với sự tham gia diễn xuất của Đình Vũ Hề và Ngô Tứ Hân. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thành Mỗi. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và hài hước của Sơ Lễ và Chú Xuyên. Sơ Lễ là cô nhân viên văn phòng với niềm đam mê xuất bản sách. Trong một lần tình cờ, cô đã vô tình gặp gỡ chú Xuyên, một vị tiểu thuyết gia nổi tiếng, và
và rồi tình yêu đã gõ cửa trái tim. Chuyện tình của cặp đôi oan gia ngõ hẹp này hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những thước phim cực kỳ hài hước vui nhộn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và lãng mạn. Bộ phim đã chính thức được khai máy hồi giữa tháng 9 vừa qua. Sự kết hợp mới lạ của cặp đôi trai tài gái sắc Đinh Vũ Hề và Ngô Thứ Hân đã khiến cho bộ phim thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng khi cả hai đều là những gương mặt trẻ đẹp và tài năng của nền điện ảnh Hoa ngữ. Ngày 22 tháng 10 vừa qua, tấm poster đầu tiên của hai nhân vật trong khúc Biến Tấu Ánh Trăng đã được đoàn làm phim tung lên. Ngay lập tức đã giành được rất nhiều lời khen tặng từ phía khán giả. Hy vọng rằng cặp đôi trẻ này sẽ tạo nên những phản ứng hóa học bùng nổ đáng mong đợi trong bộ phim. Xin chào Tay Súng Thần là bộ phim thanh xuân mới nhất với sự kết hợp của cặp đôi trai tài gái sắc Hình Phi và Hồ Nhất Thiên. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Niên Mộc Sơ Quang. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về tình yêu của Thẩm Thanh Nguyên và Đường Tâm. Thẩm Thanh Nguyên là một xạ thủ thiên tài, anh luôn bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lý thời niên thiếu khi nỡ tay làm mẹ bị thương, trở thành người thực vật. Trong khi đó, nữ chính Đường Tâm là một MC thể thao tài giỏi, vẫn luôn thầm mến Thẩm Thanh Nguyên. Trải qua nhiều trận thi đấu động lòng người, cả hai người họ dần dần xích lại gần nhau hơn. Thẩm Thanh Nguyên cũng nhờ có cô mà vượt qua chướng ngại tâm lý. Tình cảm nảy nở, cả hai người cùng nhau viết nên một đoạn tình yêu ngọt ngào và đẹp đẽ. Hiện tại, bộ phim đã được khai máy. Sự tham gia diễn xuất của hai gương mặt nổi tiếng Hình Phi và Hồ Nhất Thiên đã khiến cho dự án này nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Sự kết hợp giữa cô nàng nấm đùn đáng yêu và Lam Thần có chiều cao chất vót sẽ cực kỳ đáng mong chờ. Vọng rằng đây sẽ là một tác phẩm thanh xuân thành công và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Em là Liềm Kiêu Hãnh của Anh là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Nhắc đến Cố Mạn, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến những tiểu thuyết đình đám như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Sam Sam Đến Rồi, Bên Nhau Trọn Đời. Tất cả đều đã được chuyển thể thành phim ngôn tình và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng. Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin, một tác phẩm khác của Cố Mạn được mang tên Em Là Liềm Kiêu Hãnh Của Anh cũng đang chuẩn bị được chuyển thể thành phim ngôn tình. Nội dung của bộ phim xoay quanh nữ minh tinh xinh đẹp Kiều Tinh Tinh và chàng kỹ sư hàng không vũ trụ Vù Đồ. Kiều Tinh Tinh và Vù Đồ là bạn học cùng lớp, cô thích anh, chủ động theo đuổi và tỏ tình nhưng cả hai lần đều bị nam chính từ chối. Sau 10 năm, cô tỏa sáng như một ngôi sao của làng giải trí, trở thành một nữ minh tinh vạn người yêu thích. Còn anh chỉ là một chàng kỹ sư bình thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, trong lòng Tinh Tinh, Vù Đồ vẫn mãi hoàn hảo xuất thân. Liệu rằng cô có thể là người con gái kiêu hãnh trong lòng anh? Ngay từ khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng lại được một phen xôn xao bàn luận mà chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là nam nữ chính sẽ đảm nhận vai diễn trong bộ phim này. Một bên thì ủng hộ Đinh Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương, một bên thì tung hô cặp đôi Lý Hiện và Dương Tử. Đinh Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đều là hai diễn viên có giá trị nhan sắc cao, diễn xuất tốt, lại đông đảo fan hâm mộ, còn Dương Tử và Lý Hiện lại vô cùng được yêu mến sau khi kết đôi trong tác phẩm điện ảnh đình đám Cá Mực Hầm Mật. Vì vậy, cộng đồng mạng đang rất muốn cả hai có thể tái hợp một lần nữa. Mới đây, phía đoàn làm phim đã chính thức lên tiếng xác nhận cặp diễn chính tham gia trong phim là Đinh Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương. Ngay sau khi những thông tin này được đăng tải, cộng đồng mạng đang cực kỳ mong chờ sự kết hợp mới mẻ của cặp đôi này. Lương Ngôn Tạ Ý là một bộ phim ngôn tình ngược luyến với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hy và Chính Tiêu. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mộc Phù Sinh với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cầu huyết của Thẩm Tạ Ý và Lệ Trạch Lương. Cả hai vốn đã quen biết từ rất lâu, thế nhưng vì một lý do nào đó mà lại coi nhau như hai người xa lạ. Cuộc đời của hai người họ gắn liền với mối thù hận dài dẳng được truyền từ đời này qua đời khác của dòng họ. Tạ Ý mang trên vai mối thù khắc cốt ghi tâm để đến bên Trạch Lương, còn anh thì mặc nhiên bị người thường lợi dụng. Dự kiến, bộ phim sẽ đưa khán giả vào một hành trình yêu đương ngược tả tơi, hứa hẹn đây sẽ là một tác phẩm ngược luyến tàn tầm nhất thập niên 20. Nội dung của bộ phim được tóm tắt lại chính là một bầu trời thù hận của nam nữ chính.
Sau nhiều ngày đắp chiếu lâu dài, bộ phim Kế hoạch nguồn nhịp tim của La Vân Hy và Tống Thiến dự kiến sẽ lên sóng vào quý 3 năm 2020 trên đài Đông Phương và Chiết Giang với 40 tập phim. Kế hoạch nguồn nhịp tim là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết mang tên Động cơ tàn khốc của Mâu Quyên. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Cầu Giai Ninh do Tống Thiến thủ vai và Châu Tiểu Sơn do La Vân Hy thủ vai. Một người là nhà khoa học tài giỏi, yêu thích tìm hiểu khám phá khoa học, một người là nghiên cứu sinh, tài năng và chăm chỉ. Trong quá trình làm việc với nhau, họ cùng nhau giải mã những câu hỏi hóc búa của vấn đề khoa học mà họ đang cùng nghiên cứu. Dần dần, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Một cô gái thông minh xinh đẹp, lại kiên cường độc lập, một chàng trai thư sinh trầm nặng, lại vô cùng nội tâm, tưởng như đối lập với nhau, nhưng khi kết hợp lại, họ lại vô cùng tương xứng và bổ sung hoàn thiện cho nhau. Họ cùng nhau hoàn thành công trình nghiên cứu của mình, mang về vinh quang cho đất nước, đưa vị thế của khoa học trong nước lên một tầm cao mới trên thị trường quốc tế. Mới đây, những tấm poster xịn sò và cực chất của dàn diễn viên trong phim đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Điều này khiến cho fan hâm mộ vô cùng vui mừng và mong đợi những tình huống hấp dẫn, gay cấn trong phim. La Vân Hy và Tống Thiến đều là những gương mặt trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ, được đánh giá cao về nhan sắc cũng như năng lực diễn xuất. Tin chắc rằng sự kết hợp giữa họ sẽ tạo nên một món ăn tinh thần hấp dẫn cho khán giả. Sau 10 năm lên sóng bộ phim Không kịp nói yêu em, Trung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm lại có cơ hội tái xuất trong dự án phim mới được mang tên Quãng đời còn lại. Bộ phim đã chính thức khai máy ngày 25 tháng 12 vừa qua và đang được dân tình cực kỳ mong ngóng. Bộ phim được cải biên từ cuốn tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tôn. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy đau thương của cặp thanh mai trúc mã Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh. Cả hai đã từng có một quãng thời gian yêu nhau say đắm, ngọt ngào, sau đó cùng nhau đi đến hôn nhân và tận hưởng hạnh phúc khi có một cậu con trai khó khỉnh. Thế nhưng, bi kịch bất ngờ xảy đến vì thù hận gia đình mà Đàm Tĩnh đã lén đem con trai bỏ đi, từ đó khiến cho tình yêu của hai người bỗng chốc rơi vào hố đen đau thương. Sau 7 năm, Vũ Thịnh trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, trong một lần tình cờ đã chữa bệnh tim cho chính cậu con trai của mình. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.